chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự bất động sản số 28 của Thành Công Gia Lai. Bản tin hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới, cập nhật về xu hướng bất động sản hiện nay sau khi trải qua giai đoạn khó khăn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chính của bản tin được Thành Công Gia Lai tổng hợp từ một số cơ quan báo chí trên cả nước. Bất động sản đang dần hồi phục. Phân khúc bất động sản được khách quan tâm nhất nửa cuối năm 2023, đất nền bất ngờ chiếm ngôi. Ủy quyền phê duyệt giá đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thưa quý vị và các bạn, bất động sản đang dần hồi phục, đó chính là nhận định của các chuyên gia về thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2023 nhờ những cái động thái tháo gỡ vướng mắc từ nhà nước về chính sách pháp lý, giảm lãi suất cũng như tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản về các xu hướng nửa cuối năm 2023 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy 61% người tham gia khảo sát có nhu cầu mua bất động sản trong một năm tới. Điều đó cho thấy mặc dù thị trường bất động sản hiện nay chưa khởi sắc, nhưng người dân và các nhà đầu tư vẫn có nhu cầu mua bất động sản trong tương lai gần, không hề lo sợ hay quay lưng như các kênh đầu tư khác. Các chuyên gia cũng đánh giá giai đoạn khó khăn nhất đã qua, thông qua các tín hiệu tích cực, giải ngân cho các dự án đầu tư công được đẩy mạnh giúp lượng tiền cung ra nền kinh tế dồi dào, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, đầu tư khởi sắc. Sự chuyển biến trong cấp phép tháo gỡ thủ tục cho doanh nghiệp, dự án là cơ sở để nguồn cung cho thị trường gia tăng trong một năm tới. Bản thân các doanh nghiệp bất động sản cũng đã rất nỗ lực cơ cấu hoạt động, đi kèm các chính sách bán hàng đột phá nhằm gia tăng thanh khoản cho thị trường. Đánh giá về triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản thời gian tới, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường sẽ vận hành bình thường khi các bên làm đúng và đủ vai trò của mình. Cơ quan nhà nước cứ theo luật mà làm, nếu vướng cần sửa ngay và tháo gỡ sớm, chứ không nên để tắc nghẽn kéo dài như vừa qua. Các doanh nghiệp đã sai cũng phải chấp nhận thương đau để lành mạnh thị trường. Bất động sản.com cũng vừa công bố dữ liệu nghiên cứu về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2023, trong đó có khảo sát về mức độ quan tâm đến các phân khúc nhà đất. Kết quả đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất với 40%, sau đó là chung cư 28% và nhà riêng là 21%. Như vậy, mặc dù thị trường hiện tại chưa thực sự khởi sắc, nhưng người Việt vẫn luôn mong muốn được sở hữu đất nền. Nhu cầu mua đất trong tương lai gần vẫn vượt trội so với các loại hình khác. Cũng theo thống kê, đất nền đã ghi nhận mức tăng giá lên đến 69% sau 9 năm. Nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với kết quả trên và cho rằng cuối năm 2023 là thời điểm tốt để đầu tư đất nền. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, giá đất nền khó có khả năng sụt giảm mạnh, nhất là những dự án của các chủ đầu tư uy tín. Pháp lý minh bạch bởi tính khan hiếm, áp lực của các giá cả đầu vào, lạm phát, mức giá có thể đi ngang so với năm 2022 nhưng sau đó sẽ nhanh chóng tăng lại nhờ những kỳ vọng mới. Về dài hạn, đất nền vẫn là loại hình đầu tư tiềm năng nếu nhà đầu tư biết lựa chọn những sản phẩm có giá trị sử dụng cũng như khả năng khai thác tạo ra dòng tiền ổn định. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin mới vừa được báo Gia Lai đăng tải, đó là kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2023 cho đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua thay thế luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể để thực hiện các hoạt động, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình cá nhân. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cũng được ủy quyền quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Thành viên hội đồng bao gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm Thường trực hội đồng, lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Các sở tài nguyên môi trường và sở tài chính theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung ủy quyền. Mùa hè về là thời gian để chúng ta có thể thực hiện những chuyến đi du lịch xa thành phố. Trong đó, du lịch thiên nhiên là loại hình được rất nhiều các bạn trẻ hiện nay lựa chọn để trải nghiệm. Với lợi thế về cảnh quan rừng và có rất nhiều sông suối nhỏ, Gia Lai hiện nay đang sở hữu rất nhiều những cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Hãy đón xem chuyên mục Địa điểm Gia Lai cuối tuần sau và cùng Thành Công Gia Lai trải nghiệm một tour du lịch thiên nhiên đang rất hot ở Gia Lai nhé! Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin hôm nay của Thành Công Gia Lai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!